Đây là chương trình Siêu âm tướng Pháp với chim tinh gia, địa lý gia Lê Tấn Đạt Sovagio và Mộng Lan. Đây là chương trình siêu âm tướng pháp với chim tinh gia địa lý gia Lê Tấn Đạt Soverio cùng Mộng Lan với ông kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào thầy. Dạ, xin kính chào cô Mộng Lan. Kính chào tất cả quý cô ông bà anh chị em đang lắng xem và theo dõi. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, Mậu Lan cái lý do Mộng Lan cười là tại vì Mộng Lan nhìn thầy Lê Tấn Đạt đó là Mậu Lan uh, rất là khâm phục thầy và. Ờ, có một điều mậu Lan không biết tại sao Mà thầy biết được những cái chuyện Mà sẽ xảy ra trong một cái tương lai à, Mộng Lan còn nhớ đó là Khi Mộng Lan đến xem Tử Vi với lại Chim Tinh Gia Địa Lý Gia Lê Tấn Đạt Sova Jo Cách đây vào khoảng uh, hơn 2 năm một chút xíu Thì thầy có nói Tại vì Mộng Lan có thu lại Cho nên Mộng Lan có nhớ Là thầy nói là trong năm 2018 này Thì mậu Lan bị cái sao Bạch Hổ Nó nó nó, nó chiếu vào trong cái, uh, cái, thợ, cái 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 mệnh phải không thưa thầy Thành ra đó là Mộng Lan sẽ bị uh, giao kéo Mổ xẻ hoặc là bị uh, té ngã hay là bị một cái gì đó thì đúng như là là thầy nói vậy đó mộng lan uh, vừa mới bị trượt cầu thang trượt vỏ chuối <laughs> mà cái cầu thang này đó thì nó hơi sắc cho nên nó là người bầm trơn thưa quý khán giả đi cả nhắc cả nhắc cả nhắc uh, thì không biết là tại sao ngày xưa đó mộng lan không biết quý khán giả có lẽ cũng đã đi xem tử vi cũng như là rút một cái lá số tử vi uh, nhiều và quý vị thấy là phần nhiều người ta chỉ nói là nếu mà cái số cô mà lấy chồng trước cái tuổi này giống như cái số mộng lan đó lấy trước cái cái 23 tuổi đó thì mộng sẽ là phải hai đời chồng mà à, nếu mà lấy sau 23 tuổi đó thì là mới là một đời chồng nhưng mà rồi bây giờ đó thấy hai đời chồng rồi cũng trật lắc luôn cũng không đúng nữa nhưng mà thầy thì lại đoán được là ngoài cái vấn đề mà vận mệnh của quý vị đó là bao nhiêu đời chồng bao nhiêu người con đó thì thầy còn cho biết là trong cái khoảng thời gian nào thì chúng ta sẽ bị những cái gì mà nó y hệt như vậy tại vì lúc mà Mộng Lan bị té xong đó thì người bầm tím Mộng Lan mới nghe lại cái lá số tử vi thì thấy thầy có nói là trong năm 2018 Mộng Lan bị cái sao bạch hổ nó chiếu vào cung mệnh thưa thầy <laughs> thưa cô thưa quý vị thật ra cái ngôi sao bạch hổ nó cư ở trong cung mệnh yeah. cái ngôi sao bạch hổ nó lưu động nhưng mà nó cư ở trong là cái cung mệnh thì nó cư ở trong cung mệnh đó, một là xe đụng hai là té cầu thang ba là có những người xô ngã bốn là nó có những cái sự vấp phải nó có những cái sự da chạm phải rách thịt mổ xẻ mây giá gãy xương đổ máu sản nạn có những người sẽ bị tàn tật nữa. nếu mà cái nghiệp của người đó nó nặng nếu mà nói theo nhà Phật thì gọi là cái nghiệp nó nặng chứ còn thật ra do nên nó ngộ cái ngôi sao càng xấu thì tất nhiên cái sự hung tợn nó xảy ra nó càng nhiều nó là như vậy nó được những cái sự những cái ngôi sao cứu giải cho nên nó bị bầm bị sưng bị đau bị đi bắt đầu chân cao chân thấp si cầu e ở trong phòng trẻ trung thì phải nói là cảm ơn trời nhưng mà nó trước là đó vậy? là thầy có nói Mộng Lan là uh, Như thầy có nói đó là có thể là bị đụng xe, bị giải phẫu, bị dao kéo Thì là Mộng Lan cũng đã bị đụng xe cách đây vào khoảng một tháng Thì trong lúc mà chở thầy đi thì Mộng Lan cũng bị một cái xe Nó rất là bự thưa với quý khán nhầm Cái OV nó đụng vào trong xe của Mộng Lan Mà cái người đó lại là sau đó lại còn không chịu nhận lỗi nữa Thành ra phải đi qua bảo hiểm rất là mất công, mất thời gian thưa thầy Đó bởi vì cái con bạch hổ đó, nó là cái con hung tợn Đó mỗi năm nó mỗi nhảy một cái cung năm nay tử vi ai mà cung mệnh nằm ở phương nam hoặc là cái cung thân mà nó cư ở phương nam dù là thân cư tài thân cư phúc thân cư di hay là thân cư quan mà cư ở phương nam thì phải coi chừng bởi vì bạch hổ nó đang nằm ở phương nam mà bạch hổ mà nằm ở phương nam đó bạch hổ là nó thuộc kim phương nam nó thuộc hỏa hỏa khắc kim cho nên á là dễ bị ảnh hưởng xương cốt, nhức nhối gãy và máu me coi như là tan thương nhiều lắm. Đó, cho nên phải hết sức là cẩn thận. Nhưng nếu ai mà nằm ở cung mệnh á y như vậy mà năm nay mà đi sửa sắc đẹp thì thôi ồ bác sĩ coi như là khéo tay khủng khiếp luôn bác sĩ kêu bằng cái đùi của người đó mập thì bắt đầu họ sẽ làm cho thon gọn đó còn cái đùi đó mà nhỏ họ sẽ có công thức họ làm cho nó lớn lên cho nên năm nay mà bác sĩ nào mà thuộc về là mẫu sẽ giải phẫu thẩm mỹ mà địa lý nằm ở phương nam là chuẩn bị làm triệu phú rất là tốt wow vậy hả thầy, là chứ không cần biết là người đó là là mệnh gì ạ à? không đó là cần tuổi gì biết. cái người vị bác sĩ đó là tuổi kêu bằng á, là con thằng lằng hay là tuổi con cào cào gì <laughs> không cần biết nếu mà địa lý văn phòng thẩm mỹ giải phẫu mà cư thẳng ở phương nam thì năm nay chuẩn bị hốt bạc ừ. tay nghề có dở tới đâu thầy tổ cũng quá thân ra làm cho bắt đầu á, là rất là đẹp vô cùng luôn mà những người nào mà chịu đi thẩm mỹ ở cái phương nam xấu cách mấy trở thành đẹp hết mọi sự tức là đúng. bây giờ đó người nào mà muốn đi sửa sắc đẹp đó thì có thể tìm những văn phòng giải phẫu thẩm mỹ nằm về phương nam rồi đi đúng. là chắc chắn là sẽ đẹp phải không thưa thầy đúng rồi vâng dạ. à, <laughs> rồi nó còn ảnh hưởng đến những cái tên của những vị bác sĩ nữa cái tên nó cũng là một cái ngôi sao ở trong trời cái tên nó là của chúng ta gọi à, ví dụ như bác sĩ nó tên gì ra làm sao mình mới ghép tính tự lại thì nó đúng không thể tưởng tượng nó oh, yeah. vậy đó. Nhưng cái hay của thầy đó là như Mụ Lan vừa mới thưa hồi nãy đó là trong quá khứ đó thì Mụ Lan cũng đã được uh, cha mẹ rút cho một lá số tử vi thì chỉ biết rằng là cái kiếp này đó là uh, nếu mà lấy chồng mà trước 23 tuổi thì là phải hai đời chồng uh, và cái đời chồng thứ nhì sẽ sẽ ăn đời ở kiếp nhưng mà cái đó là sẽ thấy sai hoàn toàn và đây là một người rút tử vi rất là giỏi thưa với quý khán thính giả cho nên nó là mộng lan xin thưa với quý khán thính giả là khi đến với lại chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo thì mộng lan hiểu là vì thầy rất là giỏi về cái uh, uh, luận của thầy cái um... thưa cô trong cái cung phối ngẫu của cô tôi nói cô đừng buồn nếu mà cô lấy 10 ông chồng mà cô làm 10 tờ giấy hôn thú ly dị hết 10 ông không có ở được với ông nào hết rồi. nhưng mà dù lúc đó là mà... bao nhiêu năm và dạ, nhưng mà rút lúc lúc mà lấy rút cái lá số tử vi có mộng lan thì à, quý quý thầy đã không có nói như vậy quý thầy chỉ nói là nếu mà lấy chồng trước 23 tuổi thì phải hai đời chồng và nếu mà sau 23 tuổi thì chỉ có một đời chồng mà trước 23 tuổi thì cái người chồng thí nghiệm mới ở luôn ăn đời ở kiếp đó thưa thầy thưa cô thưa dạ. quý vị đó là giải ở trên bài bản đó là giải ở trên sách vở nói đến ở cái sự kinh nghiệm mới là quan trọng bởi vậy Thánh Tổ có dạy cho tôi một câu Hành nghề chiêm tinh Dụng số như dụng binh Quan trọng vô cùng Việc tử sinh Đến bậc siêu chiêm tinh khổng minh Còn thiếu sót Huống mình kém lý cũng không tin Cho nên á khi luận đoán Rất ư là quan trọng Bài bản một cộng với một là hai ai không biết ừ. Nhưng mà này một cộng với một Mà nó ra 31 Cái đó mới là cái quan trọng yeah. đó cái đó mới là cái quan trọng bởi vậy tôi mới nói một lần mà xem số tử vi á cái lá số nó càng phức tạp tôi giải nó càng lâu mà cái lá số mà nó thuận số đó giải lẹ lắm yeah. cũng như con người của chúng ta nếu tu mà đi 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 cái cảnh thuận thì ai tu không được dễ ừ. quá có gì khó đâu tu là phải đi cảnh nghịch thì mới đắc đạo cảnh nghịch mà mình đi được thì đó mới là chân tu ừ. giải số tử vi nó thuộc về đó là kinh nghiệm đó và chân truyền mà phải có chân sư chỉ, chỉ dạy mà đã là chân sư chỉ dạy là tâm truyền tâm khẩu truyền khẩu bất truyền thư nó là như vậy ừ. nó không phải là trên sách vở giống như người ta nói như vậy có phải là tại vì thầy rất là giỏi về dịch lý cho nên nó là thầy có thể giải một lá số tử vi mà theo giai đoạn từng cái 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 cuộc đời của con người đó chẳng hạn như là con người đó sống được đến 80 tuổi đi thì từng cái giai đoạn nào cứ mỗi 10 năm đó thì nên hay không nên làm cái gì uh, thành công hay là thất bại trong thương trường phải không thưa thầy? Thưa cô rất là đúng. Nhưng phải nói rằng đức năng thắng số, con người của chúng ta thay vì cái chu kỳ đó nó rất là xấu nhưng chúng ta tạo một cái điều phước thì bắt đầu ở từ cái xấu đó nó quá ra trở thành một cái tốt luôn ừ. mà tạo cái phước này là bố thí hả à lấy của trong nhà đem cho người khác mới là tạo phước hả không phải đâu cái đó là sai nói theo lý nhà phật là, là cái đó đúng nhưng mà cái đó không có đúng đó trong một cái cõi phước là như thế nào con người của chúng ta không nên sân si chúng ta phải hướng về chân thiện mỹ chúng ta phải sống thật thật với chính mình nghiêng về những sự tốt đẹp tốt lành không nên để cái tâm của mình coi như là mưu sĩ mưu thần trước quỷ rồi bắt đầu mới đón nhận được cái phước chân thiện mỹ mà khi đã có cái phước chân thiện mỹ rồi á cái nghiệp ác cái nghiệp dữ của mình nó không có trổ ra đó nó không có trổ ra có những người tại sao bị cục tay tại sao bị cục chân tại sao bị gãy xương sống tại sao bị là bệnh tật này kia kia nọ bởi vì á họ khởi họ khởi với chính họ ngày mai tao phải giật vợ nó nha bữa nọ phải giật chồng bà đó nha kêu bằng nó là mưu thần trước quỷ toàn suy nghĩ tới những cái điều là xấu ấy không à rồi bắt đầu là cái nghiệp ác đó đó nó ở trong mình cái nó trổ lên nó chờ đúng năm xuôi tháng hạn bắt đầu của vũ trụ xây tròn tất cả những gì rồi cái tự động cái chính cái người đó họ đón nhận À, người chuyên môn tối ngày cầm phone gọi chữ vô đài hay là hoặc là làm những cái sự tối ngày ăn cơm nhà lo đi là kiếm chuyện những người khác đó năm xuôi tháng hạn nó gom lại cái quỷ thần thanh toán họ nó là như vậy. Dạ yeah. Thì <laughs> cái đó coi như là đạo Phật thì nói là trải nghiệp đó phải không như Thầy Dạ yeah, đúng đó cô. Gieo cái 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 trái gì thì gặt cái quả đó phải đúng. không thưa thầy? Dạ yeah. Chứ không bao giờ mà gieo cây chanh mà gặt cái cây xoài phải không thưa thầy? Thưa cô rất là đúng. Còn yeah. có hỏi tôi tại sao? mà tôi giải số tử vi tôi biết người đó bao nhiêu chồng bao nhiêu vợ và nằm ở chu kỳ nào coi như á trên sách vở tử vi tính như vậy tự rồi dịch lý tính như vậy mình phải kết hợp cả hai tôi nói rồi giỏi về tử vi mà không giỏi về dịch lý không có xuất sắc giỏi về tử vi phải giỏi về dịch lý giỏi về dịch lý là giỏi về địa lý đó giỏi về địa lý mà không giỏi về dịch lý thì cũng bình thường cho đó những quý khán giả nào vừa mới xem chương trình siêu âm tiếng Pháp với thầy đó Thì dịch lý là cái gì thầy? Thầy có thể giải Dịch gì lý nào? á, nó thật ra nếu mà dùng đến á, mà một cái ngôn ngữ của khoa học á, Nó là thuộc toán nhị phân Đó à, Nó chỉ có Z and no Âm và dương Mà con người ta luận ra Thiên muôn dạng trạng muôn ngàn đăng đẳng kho tàng Kinh sách không chứa nổi hai chữ âm dương Âm là cái hào bức dương là cái hào thẳng hãy mà nó động hào dương thì nó biến ra sự việc đó là âm mà nó động hào âm thì nó sẽ là biến ra đó là hào dương thì bây giờ nó chỉ có cái gì chỉ có thật là dương xấu là âm giả dối là âm tốt đẹp là dương đó à, nói đúng là dương nói sai là âm đẹp là dương xấu quắc là âm đó à, sự sống là dương Sự chết là âm Dạng vật chỉ có âm và dương Đó chỉ có yes and no Yes and all, and all. Đó Thì cái thuật toán dị phân này Nó mới chồng lên nó tất cả các hào Nó mới ra 64 quẻ 384 hào Đó nó đại diện cho hết tất cả các dạng vật Ở trong vũ trụ này Kể cả cỏ cây hạt bụi con cá lồng tông Không ngoài cái lãnh vực của dịch khi đã thuộc dịch rồi thì chính vị đó đã được một cái chìa khóa vạn năng của đấng tối cao đã ban cho mà đấng tối cao đó là ai đấng tối cao đó ở đâu đấng tối cao đó ở ngay cái đại não của chúng ta ở ngay cái trần tâm của chúng ta ông trời ở đâu ông trời là con mắt thứ ba là nhịp tim của chúng ta ông trời là ánh sáng ông trời là thức ăn thức uống ông trời là anh chị em chung quanh đang giúp mình trong công việc nặng nhọc ông trời là cho mình có cái giấc ngủ Ông trời là nhịp tim Ông trời là ánh sáng Ông trời là tất cả các thức ăn ngon Ông trời là thiên muôn dạng trạng hữu hình và vô hình Đó là ông trời Nó là như vậy Yeah. Ừ. và cái vấn đề mà giỏi dịch lý rất là quan trọng và đó là lý do tại sao mộ lan xin thưa với quý khán thính giả là khi mà mộ lan đến với chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovaggio thì cái lá số tử vi mà thầy chấm cho mộng lan hoàn toàn khác hẳn với tất cả những cái lá số tử vi mà mộng lan đã được cha mẹ đưa đi chấm hoặc là tự mình đi tìm người thầy đó để chấm cho mình thưa với quý khán thính giả thì khi mà chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovaggio chấm cái lá số tử vi thì thầy cũng có khuyên mộng lan là nên viết xuống những cái gì mà thầy sẽ nói để khi xảy ra thì đừng có ngạc Tuy nhiên là thầy đã nói trước cho nghe rồi cũng như là có thể thâu lại thì thưa với quý khán thính giả Mậu Lan cũng đã dùng cái điện thoại để thâu lại thì bây giờ nghe lại đã thấy là những cái gì thầy nói thật sự là nó xảy ra mà mình không thể tránh được chỉ có cái là mình tu nhân tích đức thì nó nhẹ đi thôi thưa với quý khán thính giả mình biết là nó sẽ xảy đến cho mình thì mình cố gắng mình làm những cái việc thiện lành thì là nó nhẹ đi bớt cho mình mà thôi quý vị nào cần đến một lá số tử vi trọn đời xin hãy gọi cho chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovajo làm hẹn để thầy xem cho quý vị số là bảy một bốn chín không chín bốn 0322 7149 và khi nói về phong thủy đó thì Mộng Lan cũng xin thưa đó là Mộng Lan cũng biết uh, trong quá khứ Mộng Lan cũng có nhờ thầy phong thủy giúp cho nhưng mà khi mà đến đó, thì thầy chỉ nói là làm này làm kia làm nọ mà không nói là tại sao và có nhiều khi làm như vậy đó Mộng Lan cũng không nhớ là tại sao mình phải làm nhưng mà bây giờ đó đi xem phong thủy với chim tinh gia địa lý gia lên tới đạt sovajo đó Mộng Lan rất kỹ cho quý vị là tại vì sao tại vì khi mà thầy đến xem cho quý vị đó thầy bỏ hết hồn phách vào thầy coi cho quý vị thì lúc đó là không phải là thầy nữa mà lúc đó là một vị thầy nào đó đã ngự trị ở trong thầy để mà mà hướng dẫn cho quý vị thành ra mộ lăng quay lại hết tất cả những cái đó để mà khi mà quý vị làm xong rồi quý vị nhìn lại xem quý vị có quên một cái gì hay không tại chỉ cần quên một cái cái gì đó thôi là giống như một cái mắt xích mà bị rời phải không thưa thầy những cái mắt xích nó không có nối kết lại được với nhau mà nó có một cái mắt xích nó rời thì dĩ nhiên là cái kết quả nó không được mỹ mãn phải không thưa thầy thưa cô rất là đúng cái này tôi nói thật tình à tôi nói thật tình luôn à tất cả những cái gì cái xác của tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị đó nhưng mà thật ra cái bản chất của tôi nó chỉ còn có một chút mà. thật ra thầy tổ về mở trí coi như dùng cái xác của tôi để mà nói chuyện với lại quý vị nó là như vậy thấy âm thanh giọng nói của tôi nhưng mà thật ra nó không phải là của tôi nếu anh chị em nào mà ở bên cạnh của tứ phủ rồi bắt đầu mới là hiểu tứ phủ là là ai tứ phủ là lên đồng lên cốt nhưng ở trong cái ngành nghề của tôi tôi không muốn nói về cái ngành lên đồng lên cốt nhiều nhưng thế giới hôm nay là khoa học tôi muốn nói chuyện với lại tất cả các nhà có học và khoa học cho nên tôi dùng khoa học để nói chuyện chứ thật ra có đấng thứ ba có một cái thế giới thứ ba ở trong vô hình thật sự nó là như vậy tôi nói sơ cho quý vị được biết một anh thợ săn người coi như là campos đã nói tiếng việt rất là rành trong thời gian tôi đi học đạo anh ta săn heo rừng với lại này coi như là sát thú khủng khiếp đó đi là có thịt đi là có thịt nhưng thấy một con heo rất là lớn anh ta định nổ súng nhưng mà thần rừng không cho ăn chính anh ta về anh ta nói lại cha nuôi của tôi mà cha nuôi của tôi là ông Nguyễn Ánh Sáng mà ông Nguyễn Ánh Sáng là thủ quỷ của hộ thánh tinh lành ở tại Việt Nam khó mà tin dị đoan mê tín lắm đó bắt đầu anh ta dương cây ép tay lên ở Việt Nam kêu ép tay là cây AR-16 đó quý vị đó ở Việt Nam mà người thôn quê hay dùng là ép tay đó thì đó là cây AR-16 vừa dơ súng lên thì gặp một cái vị coi như là hiện ra mặc bộ đồ màu trắng và cầm cây phát trần đó, à, sâu, dài bạc tóc bạc ảnh vừa bóp cò chứ ổng quơ cái tay về một cái con heo kề bên thoát không có chết mà trong khi ảnh bắn là bách phát bách trúng bách phát bách trúng tại sao lại con heo đó mà không là những con heo khác thưa thầy dạ tại vì ảnh kết một cái con heo đó, nó rất là lớn nó nặng còn ừ. trên cả tạ đó ừ. đó tức là khi nó dễ là bắn dạ thì ảnh vừa nhắm lên thì thấy cái vị nó hiện ra ở trên cái lưng con heo đó coi như là ông giơ cái tay ông phơ cái phát trần vậy một cái là cái lúc nó nổ súng thì cái viên đạn nó không có trúng con heo ừ. đó ảnh về anh tiếc hồi hụi tiếc hồi hụi xong rồi chưa đủ anh tiếp tục anh theo dấu chân anh theo nữa bắn mấy đêm trời cũng không được con heo đó thì sao có thần thú cai quản đàng hoàng ừ. bởi vậy khi mà tôi đọc ở trong mà cái cái bài chú của trăm ba quý vị phải nhớ ở cái đoạn cuối á, tà bô tà đi tà no tà nay ca trong bô khí cà lâu lon phí à tài ngắt tổ ni ly câu thúc xem cà chấp cà rô tà là gì tà là thần đó, đó. tà bô tà đi tà no tà nay đó tất cả các vị thần đó là vị thần cai thú cho nên mình muốn săn được một vị thú phải xin thần rừng, phải xin phép thầy tổ mới cho mình săn được. Giống như có những anh bắt đầu sau này ở chế độ mới thay đổi á đi săn tất cả các ông cọp. Bắn ông cọp coi như là trước khi mà chuẩn bị theo bắn là vợ con ở nhà bị đủ thứ nghịch cảnh xảy ra. Khi hạ được ông cọp chết, người nhà chết rất nhiều người không biết tại sao có thần thú đàng hoàng khi mà muốn bắn thật sự phải lập đàn xin phép đâu đó đàng hoàng cái vị thần thú đó có đến kết thúc chưa à, rồi bắt đầu mới được bắn đó cứ thấy thú là bắn thấy thú là bắn đi săn về kể cả cái vị săn đó gặp những cái chuyện không có tốt đẹp xảy ra luôn nữa nó có thần thật sự ừ. mà có người ta gì ồ tôi là có chúa tôi là à, 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 tin lành hay công giáo rồi không tin làm những chuyện làm đại gặp những cái chuyện không có tốt lành xảy ra nó là lý do đó đó cô. Yeah. dạ có thế giới thứ ba thật sự dạ ừ. uh -huh. yeah. và mộng lan đã thấy cái, cái thế giới thứ ba đó của thầy tại vì có nhiều khi ngồi trên này đó nói chuyện với lại thầy đó sau khi sau đó thì là thấy thầy có vẻ rất là mệt mỏi có những ngày thầy mệt nữa là thầy đờ đẫn ra có một ngày đó mà Mộ Lan nhớ có một vị nào đó gọi vào chửi thầy thậm tệ à, thầy rất là buồn nhưng mà thầy không nói thì cái hôm mà mà Môn Lan ngồi đây nói chuyện với thầy đó thì ngay cả Đỗ Minh Dũng mà quay cũng vậy nữa à, em ngồi ở đằng sau em cũng thấy là giống như là không phải là chim tinh gia địa lý Ali Tấn Đạt Sovajo nói chuyện vậy đó thì là sau đó là thầy về thầy mệt thầy nằm nghĩa là cả một buổi chiều luôn mà không ăn uống Mộ Lan có mời thầy đi ăn thầy nói thầy mệt thầy không có đi ăn à, thì lúc đó thầy mới nói cho Mộ Lan biết đó là là thầy tổ thầy về làm việc chứ không phải là thầy nói những cái chuyện mà tại vì Mộ Lan có nói ủa tại sao thầy lại nói những cái chuyện đó ở trên 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 đài thì là thầy nói cái là thầy tổ về làm việc thầy không có biết có phải không thưa thầy nếu á, mà thầy tổ mà nhập luôn á thì cơ thể của mình khác mà thầy tổ dựa là đứng kế một bên mình người ta thấy xuyên thẳng qua tivi á người ta thấy hết mọi sự đó nó là như vậy còn những người nào mà tiểu tâm tất cả những gì mà bắt đầu á, là coi như không thay đổi tánh tình ok đi đêm có ngày gặp ma lên rừng có ngày gặp cọp nó là như vậy. nha. Yeah. Uh -huh. cảm ơn thầy thật nhiều. Uh, may là mình đang còn nói chuyện uh, chưa có phải là sau 12 giờ đêm chứ không phải là mộng lan sợ lắm thế này. Uh, không tin cũng không được thưa với quý khán thính giả. số điện thoại là 7149094322, 7149094322. cái điều đau lòng đó mộng lan thấy phần đông mà quý khán thính giả đến và sau khi một quý vị đến rồi đó, quý vị có tâm sự với mộng Lan đó là thầy coi rất là đúng và khi mà thầy coi đó là uh, quý vị đã chảy nước mắt, đã khóc, đã rơi lệ thì có nhiều chuyện á, trong cái cái cuộc đời của quý vị đó à, một người chồng ở với quý vị 40 50 năm rồi sau đó rồi cái tự nhiên đổi tánh mà đây không phải là cái thời gian gọi là midlife crisis tức là quý ông cũng có cái thời cái tình trạng hồi xuân nhưng mà đây không phải là hồi xuân mà chỉ vì chơi với bạn bè thôi thưa với quý khán thính giả những cái người bạn của chúng ta đó bạn gái hoặc là bạn trai trong quá khứ đó một lan cũng bị đó là trong lúc đang ở với chồng mình như vậy tự nhiên á, bạn gái của mình đến à, chơi với mình xong tự nhiên o luôn chồng mình luôn mà may là cái người chồng đó là cái người chồng đàng hoàng chứ nếu không thì cũng mất chồng cái lúc thưa đó cô, rồi đúng thầy? Dạ. dạ thưa quý vị Nếu chúng ta muốn bảo vệ hạnh phúc của chúng ta Chúng ta đừng ngại tốn dài 300 bạc 5-300 bạc để ở ngoài nhà hàng ăn rồi Xong để cho nhà hàng dọn dẹp đi Đó xong nhà ai nấy về Không nên lúc ta đang có hạnh phúc Không nên cho bạn thân, đàn bà, con gái, bạn thân về nhà mình Nếu mình đem bạn thân, đàn bà, con gái về nhà mình chính mình đã rước rắn độc về nhà mà mình không biết thì ngược lại các ông cũng vậy vợ đẹp con sinh cũng chớ nên muốn nhậu nhẹt với anh em bạn bè nên ở ngoài nhà hàng bột vài ve gì đi xong rồi già ai nấy về đừng nên cho về nhà bởi vì sao tôi đã chứng kiến rất ư là nhiều trước hết vô bắt đầu trong nhà lúc đầu tỉnh lắm xong rồi say sưa nói chuyện có con nít nói chuyện không có hay rất là tục tiểu cái thứ hai vô cầu tiêu bắt đầu á, tiểu bắt đầu dơ giấy này kia kia nọ Nhẫn vàng của vợ để nó lấy luôn dây chuyền hay là của con gái bông tay gì nó lấy luôn đó rất ư là phức tạp nhiều chuyện phức tạp xảy ra cho nên phải hết sức là cẩn thận hạnh phúc trong tầm tay chúng ta muốn giao du anh chị em trong thế giới làng chơi là bên ngoài khi có hạnh phúc làm ơn đừng nên cho đến nhà mình không phải mình ích kỷ đó ừ. mà là phải luôn luôn tỉnh thức đó là như vậy. Mộng Lan có một lần được đi xem địa lý với thầy đó thì trong lúc Mộng Lan quay cho quý vị đó thì có một thân chủ của thầy đó thầy nói là cô chớ có bao giờ cho bất cứ chị em bạn gái hoặc là người thân trong gia đình ngồi trên cái chiếc giường vợ chồng của cô là tại vì nếu không đó thì là chồng của cô đó sẽ có cái lòng mà gọi là bất chánh thì cổ vô tình cô nói thầy ơi đã đã xảy ra rồi và và cái người đó không ai xa lạ là một người bạn rất là thân đến không phải là ngồi cho đó mà là ngủ chung với cổ chị em tâm sự với nhau cả đêm dạ. thì thầy đã nói nhưng mà đã 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 muộn tại vì cô rước thầy về hơi muộn phải không thưa thầy dạ. còn một điều này nữa dạ. quý vị nào tâm địa rất là tốt có anh trai em trai bạn trai tất cả những gì mà mình đang có hạnh phúc nhớ đừng nên làm mai làm mối cho bất cứ một ai mình sẽ bị mất duyên mất lộc mất hạnh phúc đó nó là như vậy cái nghề làm mai làm mối nó có nghiệp có thầy có tổ đâu đó đàng hoàng mình bắt đầu đang hạnh phúc cái giới thiệu nhỏ em cho người bạn hay giới thiệu người anh cho cái người chị bạn qua lại hạnh phúc banh liền cái đó, đó đúng với thầy tại gì? vì trong quá khứ mình đang làm mai cho nhiều người lắm mà họ hạnh phúc thì ông nói là cái gì mà họ không hạnh phúc cái họ gọi mình cái rút của cái mình tanh bành luôn cái hạnh phúc của mình luôn dạ thành ra cái đó rất là đúng thành ra <laughs> thầy mới nhắc Mộng lan là trong trong cách đây vào khoảng 1-2 tuần Mộng lan muốn làm mai cho một người bạn của Mộng lan nhưng mà rồi sau đó thì thầy nói là không nên tại vì cái duyên nợ khi mà nó đến thì nó, nó sẽ tự nhiên nó tới phải không thầy dạ, mình không rồi. cần làm mai làm mối gì hết đó bây giờ dù có làm mai mà cái người đó không có duyên nợ với cái người kia thì cũng không có được phải không thưa thầy mà lại là đúng mất rồi. cái duyên của mình đi mà mình lại mất đi cái hạnh phúc của mình phải không ạ đúng rồi lúc mình đang xui thì mình nên cho người ta lọc bố thí lúc mình đang hên đang cá độ đang đánh bài đang làm ăn hên làm ơn ai nói ích kỷ chịu không cho một điếu thuốc không cho một miếng cơm ăn không cho một cái gói mì nào hết á nếu cho là sẽ mất lọc chừng nào cái hạng mình xui cho thì không sao cái hạng mình đang hên mà mình cho mất luôn cái thời của mình luôn Yeah. Nó là như vậy. và muốn biết cái hạng quý vị ừ. hơn hay là xui mộng lan chỉ xin thưa với quý khán giả nói từ cái kinh nghiệm bản thân đó tại vì mộng lan quý vị cũng biết là mộng lan mà không tin thì sẽ không bao giờ quảng cáo được cho nên nếu một quý vị nào mà muốn biết cái vận hạn của quý vị như thế nào suốt cuộc đời của quý vị à, quý vị có thể gọi để làm hẹn với chim tinh gia địa lý gia Lê tấn đạt sổ để thầy có thể làm cho quý vị à, rút một cái lá số tử vi cho quý vị phối hợp với phần tướng pháp của quý vị cho nên rất là chính xác ngoài ra quý vị nào mà muốn à, có những cái vấn đề nan giải trong cuộc sống quý vị cần câu trả lời ngay lập tức thì cũng có những cái khoa về bốc dịch hoặc là quý vị có thể đến xem một cổ bài bát quái cửu cung đây là một trong những cái uh, phương cách mà quý vị có thể hỏi chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovaggio để mà thầy cho quý vị cái câu trả lời sáng suốt để quý vị uh, thấy được cái con đường quý vị cần phải đi và cái gì quý vị cần phải làm hoặc là quý vị uh, muốn đến để mà gieo một cái quẻ để mà quý vị biết đó là uh, cái, cái cái công việc quý vị có hanh thông hay là không có nên hay là không nên làm bất cứ một cái gì liên quan đến uh, tâm linh quý vị có thể gọi cho chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sovaggio và đặc biệt nữa là quý vị nào mà cần nhuận sắc lại cho cơ sở thương mại của quý vị được hanh thông, khách hàng đông đảo và đặc biệt là gia đình quý vị hạnh phúc, mái ấm của quý vị là một mái ấm để mà người chồng, người vợ, các con quý vị có thể quay về sau một ngày làm việc mệt nhọc thay vì đó là tìm những cái chỗ khác vui chơi thì quý vị cũng có thể nhờ thầy đến xem phong thủy cho quý vị. Và số điện thoại một lần nữa là 7149094322, 7149094322. mẫu lan dừng vài lời cuối đến với quý khán thính giả cho thầy ạ chào cô mộng lan chào tất cả quý cụ ông bà anh chị em thân thương ở gần xa trước hết là tôi cảm ơn tất cả các vị cao niên các vị chuyên môn ở nhà ôm tv mới thấy được tôi và cô mộng lan thoát xô mới giới thiệu cho con cho cháu ừ. cho người thân quen tôi rất là cảm ơn những người đã có một cái tâm hồn À, phổ biến dùm cho tôi cái số khách của tôi có rất nhiều là nhờ các chư vị đó cũng vậy, trên như trên youtube thế thưa thầy dạ dạ đó tôi rất là cảm ơn rất là nhiều và tôi không có những cái gì để mà chia sẻ hơn có một điều thành thật mà nói chúng ta bất cứ trong hoàn cảnh nào nên thư giãn làm việc quá nhiều không tốt nếu ai mà ngồi gần tivi màn hình nhiều đúng 15 phút 20 phút nên uống vô một chút nước lạnh Đã bởi vì nó mất nước rất là nhiều mà khi mất nước là con người của chúng ta đầu óc không sáng suốt đánh stock bị thua coi như là làm giấy tờ sổ sách bắt đầu sai con toán bán con trâu rất là nhiều chúng ta phải luôn luôn gìn giữ sức khỏe mà muốn được gìn giữ sức khỏe là phải thư giãn thư giãn như là hít thở hít cho sâu vô hít hít cho cái hơi thở cái ý chí của mình nó đi xuống ở dưới ngay cái cái dùng cái lỗ rúng này nè đó là bắt đầu á cỡ khoảng á, là chín 10 lần trở lên là tự nhiên cơ thể nó sẽ khỏe đầu óc nó sẽ sáng ra làm cái gì nó cũng hanh thông hết á khi giận đừng giận càng giận càng bị tác hại coi như phải luôn luôn coi như thư giãn và bình tĩnh sẽ thắng tất cả các cõi tử thần rất là nhiều, nó là như vậy. Cảm ơn thầy và trong quá khứ thầy đã dạy cả ngàn à, thiền sinh của thầy để mà thiền đó, thưa quý vị, cái phương pháp thiền rất là hay. Thì à, nếu mà quý khán giả đang theo dõi chương trình một lần nữa, một lan vinh dự giới thiệu đến quý khán giả chim tinh gia địa lý gia lê tấn đạt sôva một người rất thông suốt về dịch lý, có thể rút cho quý vị một lá số tử vi trọn đời chính xác về cái vấn đề tương lai, cũng như quý vị nào mà cần đến một quẻ bói bài hay là bốc dịch hay là à, quý vị cần đến bất cứ một cái gì mà liên quan đến vấn đề tâm linh xin hãy gọi cho chim tinh gia địa lý gia đi tấn đạt sovajo làm hẹn trong cùng ngày số là bảy một bốn chín không chín bốn ba hai hai bảy một bốn chín không chín bốn ba hai hai kính chúc quý vị một đêm an lành và xin hẹn quý vị trong chương trình siêu âm tướng pháp lần tới xin kính chào tạm biệt